Rồi bây giờ mình sẽ đổ nước từ từ ít thôi. Rồi đó, ít thôi. Rồi mình sẽ xem phản ứng của nó. Đừng có đổ nhiều quá nha, đổ nhiều quá thì cái lượng nước nó với cái lượng vôi á nó mà ngang nhau cái là nó cũng không tạo hiệu ứng được đâu. Đó, anh em thấy không? Nó sôi nè. Đó, nó sôi đó chưa? Và nó teo cái chai luôn. Anh em như vậy coi nó teo cái chai này. Đó, nó sôi lên đó. Đó, cứ chờ đi, chờ vài phút đi. Cảm thấy chưa nóng gì nữa hết là thì mình đổ thêm. Vì đôi lúc sợ cái lượng nước nó ít quá. Sôi nó. Và có hai có nhiều loại vôi lắm, anh em cứ lưu ý. Nên là cứ về mình cứ làm thử đi. Mình cứ cho nó teo, chờ một tí 5-7 phút gì đó nó teo đi. Và đặc biệt là nó phải xì cái hơi nóng lên. Rồi khi nào nó teo đi rồi tí nữa mình giải thích. Có nhiều trường hợp anh em vẫn mua đúng cái vôi đó, nhưng mà cái sao em làm nó không có nó bị teo cái chai. Ở này là anh em nên ra vật liệu xây dựng có mua cái bao vôi mà nó có cái cục á. Đây đây nó đang teo nè. Em thấy không? Đây từ rồi. Đâu nó teo rồi. Chí rồi đó. Rồi ok anh em. Có rất nhiều anh em hỏi là Nấm ơi, xử lý lại cái vôi cho mình xem thử coi. Và chia sẻ cái cách dùng vôi rồi. Mình cũng nói với tất cả anh em rồi, mình có video thử nghiệm trước rồi. Nhưng mà bây giờ anh em muốn làm lại thì mình làm lại thử là vì cái vôi của mình dùng nó quen rồi. Đó. Thì nên là bây giờ là mình sẽ làm cái thí nghiệm để cho những anh em, đặc biệt là những anh em mới vào nghề để dùng cái vôi. Vì mình cũng nói một cái như thế này, làm nấm là cái vôi rất là quan trọng. Hầu như nó quan trọng rất là nhiều. Về cái cách mà xử lý nè, phòng ngừa nè, rải nền này kia đều dùng vôi. Mà cái vôi nếu như mà mình dùng trật đi thì cũng chẳng khác nào tiền mất tật mang nha. Vậy thì bây giờ mình sẽ thí nghiệm cho anh em xem bằng cách dùng kiếm một cái chai cái hũ nhựa này. Mình bây giờ thì chắc để mình đi tìm cái hũ nhựa chưa chuẩn bị sẵn ở đây thì không thôi. Để mình làm và bây giờ anh em theo dõi nha. Mình sẽ làm thực tế và mình lấy vôi của mình đã từng làm cách này 10 năm rồi. Tức là làm 10 năm rồi. Vậy thì sau khi xem cái video này thì anh em nhớ ủng hộ Nấm nha bằng cách đăng ký kênh và có quảng cáo thì nhớ xem ủng hộ vì mình bỏ công sức ra mà mình phải lấy lại chứ. Nói đùa vậy thôi chứ bây giờ mình sẽ đi làm cái thí nghiệm nho nhỏ này cho anh em xem nha. Rồi bây giờ đấy mình lấy cái ly, giờ mình sẽ dùng cái này ra. Em lấy em khui cái bao này giùm anh, đứng xuống đây luôn đó, mình sẽ thử nghiệm cho anh em rõ luôn. Rồi đứng lại khui ra giùm anh. Biết rút được không? Rút được giờ rút không? Rút lấy kéo cắt đi. Yếu vậy? Thấy cái kiểu này là không ăn rồi. Cái đầu bên này nè, cái đầu bên này nè. Luôn. Rồi, bên kia. Thấy cái kiểu này, phải lấy dây cắt rồi. Yếu quá. Để cho đi học một khóa mở dây bao. Đó, tháo bao. Đó, một khóa học đó. Hồi lấy kéo cắt cho nhanh nè. Được ngắn. Rồi ok được. Rồi em múc cho anh, em banh cái bịch ni lông ra. Rồi ok, lấy cái ly đây múc cho anh. Một ly đây. Rồi xả ít xuống nữa lại đầy đầy quá nữa. Rồi ok ok. Rồi đây mình đã lấy cái này rồi. Bây giờ mình sẽ đi làm cái thí nghiệm cho anh em xem nha. Rồi ok, mình đã bây giờ là mình sẽ có chuẩn bị nước đây. Và anh em xin lưu ý nha, ở mình đang dùng ở phương pháp thử này là phương pháp thử ngược. Vì anh em học cũng biết là vôi là bỏ trong nước, chứ nếu mà dùng nước bỏ cho vôi thì nó sẽ bị cháy nổ. Nhưng mà mình làm ngược đi để mình biết thử cái vôi nó đủ chất lượng hay không. Vì trên thực tế thì một số anh em hỏi là anh làm cái thí nghiệm đi, mà mình có làm cái video trước rồi và đã lâu rồi nhưng mà sợ anh em tìm không ra. Bây giờ anh em hỏi thì mình làm lại nha. Rồi bây giờ mình sẽ đổ nước từ từ ít thôi. Rồi đó ít thôi. Rồi mình sẽ xem phản ứng của nó. Đừng có đổ nhiều quá nha, đổ nhiều quá thì
thì cái lượng nước nó với cái lượng vôi á, nó mà ngang nhau cái là nó cũng không tạo hiệu ứng được đâu. Đó, anh em thấy không, nó sôi nè. Đó, nó sôi chưa, và nó teo cái chai luôn anh em, như vậy coi nó teo cái chai này. Đó, nó sôi lên đó. Đó, cứ chờ đi, chờ vài phút đi, cảm thấy chưa nóng gì nữa hết là thì mình đổ thêm, vì đôi lúc sợ cái lượng nước nó ít quá. Rồi nó, và có hai, có nhiều loại vôi lắm anh em, cứ lưu ý, nên là cứ về mình cứ làm thử đi, rồi mình cứ cho nó teo, chờ một tí 5-7 phút gì đó nó teo đi, và đặc biệt là nó phải xì cái hơi nóng lên, rồi khi nào nó teo đi rồi tí nữa mình giải thích. Có nhiều trường hợp anh em vẫn mua đúng cái vôi đó nhưng mà cái sao em làm nó không không có, nó bị teo cái chai. Ở này là anh em nên ra vật liệu xây dựng có mua cái bao vôi mà nó có cái cục á. Đây đây, nó đang teo này anh em thấy không, đây từ rồi đầu nó teo này, chỉ ở đấy đó lủng á, không nhỏ thêm tí nước nữa, đổ thêm tí vô nữa, thôi đổ nhiều giờ này cho nhiều anh. Đó, nó theo cháy cái chai này, anh em thấy nó cháy không? Đó, nó xì ra, đổ nhiều quá. Đó, nó như này. Cháy đó. Nè, cháy nè. Anh em thấy nó xì khói không? Đó, từ từ vô. Nó lủng mất rồi. Đó, giờ nó cháy chai nè, anh em thấy không? Teo á, nè nó teo cả đường luôn nè, nè, đó, mềm nóng lắm nha, anh em đừng có động, nó sụng chai rồi đó. Mình đổ thêm tí, cứ mình đổ tí xíu là mình canh chêm nước nha. Nè, khói nè. Bây giờ này là hết rồi, chắc mình nghĩ là nó sẽ hết, nó teo cái chai như thế này rồi. Giờ nước, ủa nó nóng nè, mình thấy hơi nó vẫn còn lên quá trời chưa? Nè hơi nè, giờ mình nhìn thấy cái chai không, lấy lên nè, nóng lắm đó. Rồi giờ đổ vô thêm tí, nó có nhiều loại nha, xèo xèo như đổ bánh xèo á nè, thấy nó còn xì hơi chưa. Anh em có thấy không? Sao mình quay mình không thấy rõ cái hơi nó lên ta? À, nhưng dù gì nó cũng theo cái chai này đó. Đó, nó xì hơi đó. Đó. Đó, như bánh xèo á, xèo. Ý là giờ mình đổ mình thải nha, nha giờ. Hết tác dụng, thử cái sôi lại không? Thôi nè. Qua. Chai nó teo quá trời luôn rồi. Rồi thôi, nóng lắm. Rồi vô phẩm tay nha. Rồi không giờ. Như vậy là ok rồi đó. Đấy, anh em mình lấy cái vôi để mình dùng được. Và tí mình sẽ hướng dẫn cho anh em về cái cách vì sao có những cái là mình làm. Thôi ở đây hướng dẫn luôn. Nhưng mà trước khi hướng dẫn cụ thể hơn á, thì anh em nên trả công cho Nấm nha, bằng cách đăng ký cho Nấm, đăng ký kênh giúp Nấm, và nhớ khi xem video có quảng cáo thì anh em nhớ click vào quảng cáo giúp nha. Rồi cho nó sôi một lần nữa. Vậy thì khi mà mình khui cái bao vôi ra rồi thì mình làm thử nghiệm như này ok thì mình cứ dùng cái bao đó, mình cứ dùng cái bao này ha. Và nếu mà làm lần thứ hai khoảng có cách vài ngày sau á, mà mình có làm thí nghiệm lại thì chắc chắn nó không teo như thế này nữa. Anh em vì biết cái lý do vì sao không? Vì cái là khi mà nó đã tiếp xúc, khi mình khui trống cái bao ra, nó đã tiếp xúc với không khí rồi thì nó hút ẩm. Nó hút ẩm vô rồi bữa khác mình có làm thì nó cũng ít khi mà nó bị dày lắm. Nó ít nóng hơn. Nhưng mà nó có một trường hợp là nó các bạn rờ nó vẫn ấm cái chai. Nó trúng nước vô nó vẫn ấm, nóng luôn, ấm hung luôn á, chứ không phải ấm sơ đâu. Đây nó teo nè. Lút rồi. Rồi ok, như vậy thì đó là cái cách mà mình hướng dẫn cho anh em về xử lý dùng vôi để xử lý nấm, tức là nhất là đặc biệt là vô cái lúc mà vô gì xịt
xịt vô cổ để khử trùng á. Rồi ok, là kết thúc video đây. Anh em nhắc một lần nữa, nhớ trả công cho mình nha, bằng cách xem quảng cáo và đăng ký kênh Giúp Nấm này. Rồi.